Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Bất Động Sản Long An. Hôm nay thì Vũ sẽ đưa mọi người đi đến một nơi, à không, phải gọi là một khu du lịch sinh thái mà nơi đó có rất là nhiều dừa. Nhưng mà đặc biệt ở đây, cái tên nó lại không liên quan gì đến dừa hết mà lại mang một cái tên của một loài cây khác. Các bạn đã đoán được là nơi nào chưa ạ? Đúng rồi, đó chính là Bến Tre. Tiến nha, lên xe đi Bến Tre. Bến Tre mình đẹp làm sao, đất cũng đẹp, nhà cũng đẹp, hồ bơi quá đẹp, mà con gái thì bao đẹp. Hôm nay các bạn nghĩ Vũ đang ở đâu? Quán hát với nhau ư? Không phải. Thật ra ở đây chỉ là một khu giải trí của ngôi nhà mà chúng ta đến tham quan. Nãy giờ đến đây thì Vũ đợi rất lâu mà vẫn chưa có quay hình được, tại vì trời mưa quá lớn. Nhưng mà không sao, đã có cách. Hôm nay sẽ quay ngoài mưa cho cả nhà cùng tham quan một ngôi nhà vô cùng đẹp ở Bến Tre nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy đi tham quan từng ngóc ngách của ngôi nhà để xem có gì bất ngờ không nhé. Đây các bạn có thể thấy khu vực giải trí của ngôi nhà chúng ta rất là rộng như một cái quán cà phê đúng không ạ? Có sân khấu, có âm thanh, ánh sáng và đặc biệt có rất nhiều những bộ bàn ghế. Chúng ta có thể mời rất nhiều người bạn của mình đến đây để tổ chức những buổi tiệc sinh nhật, những buổi tiệc picnic. Quá rộng rãi và thoáng mát, đặc biệt kế bên còn có một bờ sông. Ơi mát quá, không khí quá trong lành mọi người ơi. Và bây giờ thì thôi, chúng ta sẽ chịu khó ra ngoài mưa để xem ngoài đây có gì hay ho không nè. Đây, đi cùng Vũ nha. Đây chính là khu vực, khuôn viên của ngôi nhà rất là rộng rãi đúng không ạ? Các bạn có đoán được nơi đây diện tích bao nhiêu không? Diện tích ngôi nhà của chúng ta bề ngang 30, bề dài 60 là 1.800m và diện tích thổ cư là 300m. Đây chính là khu vực của ngôi nhà, quá rộng rãi đúng không cả nhà? Hôm nay rất vui vì được lời mời của chị Dung đến đây để tham quan ngôi nhà, một căn nhà vô cùng đặc biệt. Các bạn có thể thấy không? Cổng vườn rất là rộng rãi và đặc biệt hơn, sân vườn chúng ta có thể để được rất nhiều xe hơi. Bây giờ thì Vũ sẽ dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà của chúng ta nhé. Một ngôi nhà rất là đẹp. Đây, trước khi bước vào ngôi nhà thì có một khoảng sân trước rất rộng rãi, để rất nhiều những cây cảnh. Đó, rộng lắm mọi người ơi. Còn có khu vực phía sau này nữa. Ô, rộng quá. Với 1.800m2 thì thật sự là không gian sẽ rất dễ cho chúng ta thiết kế theo ý thích của mình. Và bây giờ là chúng ta cùng vào một ngôi nhà xinh xắn này nhé. Chúng ta đã vào bên trong ngôi nhà rồi. Ngôi nhà của chúng ta thì có diện tích ngang 8, dài 12. Công năng sử dụng gồm có một trệt, một lầu, một sân thượng trước sau, gồm có một phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một phòng làm việc và 2 phòng vệ sinh. Đó, trước mặt của chúng ta thì gia chủ thiết kế nơi đây là phòng lễ tân để tiếp khách. Ở đây chúng ta có thể mua về thì chúng ta có thể làm nơi đây thành phòng khách. Và nơi đây các bạn thấy không, trưng bày rất nhiều những vật phẩm phong thủy có giá trị, chứng tỏ gia chủ là một người rất có con mắt thẩm mỹ. Đây, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ nhé. Đây chính là khu vực phòng thờ của ngôi nhà. Đây, vào đây cảm giác rất là yên bình và thoải mái đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta cùng đi đến khu vực tiếp theo nhé. Chúng ta đang đi đến khu vực phòng bếp. Ở đây thì có rất nhiều những đồ đạc để phục vụ cho sinh hoạt ở ngoài. Mà tại vì Vũ hôm nay đến ghé thăm chị một cách đột xuất quá nên chị vẫn chưa kịp dọn dẹp. Đây là phần bếp của ngôi nhà với rất nhiều những gian bếp, những vật dụng cơ bản. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến phòng ngủ đầu tiên. Và phòng ngủ này nằm ở dưới tầng trệt của ngôi nhà. Vũ nghĩ có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt, nó sẽ giúp cho những gia đình nào mà có người lớn tuổi, cha mẹ có thể sinh hoạt và đi lại thuận tiện thoải mái mà không phải di chuyển cầu thang. Đây chính là phòng ngủ của chúng ta, rất rộng các bạn ạ.
rất rộng. Đây còn có một tủ trưng bày đồ, còn có ghế thiết kế theo phong cách tân cổ điển rất là sang trọng, còn có bàn trang điểm cũng thiết kế phong cách tân cổ điển. Đây rất là dễ thương đúng không ạ? Và đây một cái điểm Vũ rất thích, đó chính là phòng tắm của chúng ta, phòng vệ sinh cực kỳ rộng nha. Đây các bạn thấy không, quá rộng rãi. Còn cái bồn tắm nữa, nơi đây thực sự là Vũ rất thích những cái nhà nào mà có phòng vệ sinh lớn như thế này. Đây và rất hay là chúng ta còn có bồn cầu được thiết kế tách biệt riêng với khu vực tắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tầng 2 để xem có gì trên đó nha. Đi lên thôi mọi người ơi, nhà đẹp quá mọi người ơi. Bây giờ chúng ta đang tiến lên tầng đầu tiên của ngôi nhà, xem có gì đặc biệt không nhá. À đây, một căn phòng rất rộng. Đây chính là phòng làm việc của gia chủ. Rất là rộng. Ở đây có một cái bàn làm việc rất đẹp và ghế rất êm luôn. Ở đây rộng quá mọi người ơi. Ở ngoài thì các bạn thấy không, còn có một khu vực lan can rất rộng. Đây, rất thoáng mát, rất thoáng mát và rộng rãi. Khu vực này rất rộng. Và cái điểm rất hay nữa là phòng làm việc này lại liên kết với phòng ngủ. Khi mà chúng ta làm việc căng thẳng, chúng ta có thể đi nhẹ qua bên đây, ngã vào chiếc giường của mình. Trời ơi, một căn phòng quá rộng rãi, quá thoải mái. Vũ đã ước mơ có một cái căn phòng rộng như thế này từ rất lâu rồi, nhưng mà khó quá. Nếu mà Vũ thì có lẽ là bên đây Vũ sẽ thiết kế một cái phòng studio để mời bạn bè về ca hát, thu âm cho bạn bè nghe. Đây, ở đây, nếu mà các bạn có một căn phòng liên kết như thế này, Vũ nghĩ là các bạn sẽ sáng tạo ra được rất nhiều những công năng sử dụng, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những phòng ngủ tiếp theo của tầng này. Đây chính là phòng ngủ thứ ba của ngôi nhà. Vì gia chủ đã dọn dẹp hết đồ đạc rồi nên phòng này để trống, các bạn thấy không, rất rộng. Và ngôi nhà thì căn phòng này thì lại có lan can và có rất nhiều những cửa sổ đó, nên rất là thông thoáng và mát mẻ đó. Chúng ta có thể mở hẳn cửa ra để đón gió vào nhà, tại vì hôm nay trời mưa quá nên chủ nhà đóng hơi bị chặt cửa xíu. Bây giờ thì chúng ta qua phòng kế bên. Cũng lại là một căn phòng rất rộng rãi. Phòng nào cũng có máy lạnh hết. Và các bạn thấy không, chủ nhà đã thiết kế rất nhiều cửa sổ để cho khu vực phòng ngủ luôn thông thoáng. Vào đây mát quá mọi người ơi. Và bây giờ thì chúng ta xem tầng này còn gì nữa không. Vậy là ở trên tầng này thì có 3 phòng ngủ và sử dụng chung một phòng vệ sinh. Các bạn thấy không, phòng vệ sinh rất rộng, rất rộng. Và phòng vệ sinh này thì có bồn tắm đó, rất dễ thương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến sân thượng, xem trên sân thượng có gì không nè. Vũ là một người cực kỳ thích sân thượng nên phải đi khám phá thôi. Và đây chính là sân thượng của ngôi nhà chúng ta. Đây, khoảng sân trước rất rộng. Ý trời ơi. Sấm chớp, mưa lớn quá mọi người ơi. Mà Vũ thì Vũ sợ sấm, nên thôi lát nữa để cho cameraman ra ngoài đó quay, nó không có sợ sấm. Trời ơi sợ sấm lắm mọi người ơi. Rộng quá mọi người ơi. Trời ơi, cái này mà rủ bạn bè về mà làm tiệc picnic BBQ ngoài trời thì còn gì bằng một khoảng không gian quá rộng rãi. Các bạn thấy không, đây là khu vực sân thượng phía sau. Nó rộng tương tự với sân thượng phía trước. Khu vực này chúng ta có thể giặt phơi đồ và chúng ta có thể thiết kế thành một phòng tập gym. Vũ thấy ở đây có một cái cầu thang đi lên nữa. Nhưng mà bây giờ mưa quá chưa lên được. Có thể bên trên đó là có thêm một cái thân sân thượng nữa, hoặc là nơi đó là để bồn nước này kia. Thôi, lát nữa cái nhiệm vụ cao cả này để dành cho cameraman nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần quan trọng của ngôi nhà, đó chính là khu vực sân vườn, nơi có rất nhiều điều lý thú đang chờ đợi. Hãy cùng theo chân Vũ nha. Chúng ta vừa mới khám phá một ngôi nhà vô cùng xinh xắn và dễ thương. Và bây giờ thì điều đặc biệt nằm ở đây, đó chính là khuôn viên của ngôi nhà chúng ta. Đây, sân vườn các bạn thấy không, có rất nhiều những cây cảnh và đặc biệt hơn, trang trí rất nhiều những hòn non bộ. Chủ nhà là một người vô cùng tinh tế. Ở bên đây thì chúng ta thấy một khu vực cà phê hát với nhau. Nhiều bạn nãy giờ chắc các bạn cũng thấy ngạc nhiên là tại sao là ngôi nhà của chúng ta quá nhiều công năng. Là tại vì ngôi nhà này
chị Phương Dung vừa để ở mà vừa làm khu du lịch sinh thái, câu cá giải trí nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một nơi đặc biệt, mà nơi này là nơi Vũ thích nhất mọi người ơi. Đi thôi nào. Còn gì mà tuyệt vời bằng khi mà ngôi nhà của chúng ta có một cái hồ bơi quá rộng. Đây các bạn ơi, đây là một cái hồ bơi này mà Vũ nghĩ là nó phải hơn 100 mét vuông, nó phải tầm 100 mét vuông, quá rộng rãi. Các bạn thấy không, khi mà các bạn đến đây, các bạn có thể dùng khu vực này để tắm, và có thể là đây xung quanh là những cái chòi lá để chúng ta có thể dẫn bạn bè của mình làm những buổi tiệc picnic ngoài trời, vô cùng đẹp quá mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khu vực những chòi lá phía sau đây. Đây một nơi quá đẹp. Đây là những cái chòi lá, rất rất nhiều chòi lá các bạn, với diện tích 1.800 mét vuông, thì ở đây thực sự rất rộng, đi hoài mỏi chân luôn, mỏi giò luôn mọi người ơi. Đây chòi lá đây rất là mát, và ở đây Vũ thấy có tới mười mấy cái chòi lá như thế này lận. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khu vực hồ câu cá. Đây là hồ câu cá của chúng ta. Một ngôi nhà quá đẹp. Ở đây không phải gọi là ngôi nhà mà gọi là khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng. Đây vừa rồi chúng ta thấy một cái hồ bơi siêu rộng, và bây giờ là một cái hồ cá siêu khổng lồ. Đây, ai là những tín đồ của câu cá thì không thể nào bỏ lỡ ngôi nhà này được nhé cả nhà. Còn gì mà tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có một ngôi nhà nghỉ dưỡng có rất là nhiều những công năng sử dụng, có hồ bơi, có hồ câu cá, có rất nhiều chòi lá, và đặc biệt là có cả những homestay. Đây là một ngôi nhà vừa để ở vừa để kinh doanh, cực kỳ hấp dẫn đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân Vũ đến với phòng homestay xem có gì hay không nhé. Đây, bên trong của chúng ta thì trang trí rất là dễ thương và có toilet khép kín. Và chúng ta có 8 căn phòng như vậy, 8 căn phòng homestay như vậy trong nhà này nhé. Và có tới gần 20 cái chòi lá, quá rộng, quá nhiều những công năng sử dụng đặc biệt. Đó, êm quá mọi người ơi. Đẹp quá. Với 8 căn phòng homestay như thế này thì ở bao nhiêu người cho hết đây. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra khám phá tiếp. Các bạn vừa tham quan một căn phòng homestay, và các bạn thấy không, ở đây chúng ta có tới 8 căn phòng homestay như thế này. Ở đây chúng ta có thể tận dụng là một khu nghỉ dưỡng, và với rất nhiều là những chòi lá như thế này, chúng ta có thể mở quán nhậu, mở khu du lịch sinh thái, và mở được rất nhiều. Các bạn muốn mở gì cũng được, tại với 1.800 mét vuông thì tha hồ vô tư đúng không ạ? Trời, nãy giờ đi ta nói nó mỏi giò. Thôi bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ đáp thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm một nơi nghỉ chân. Nghỉ chân đi em, giờ mới được ngồi nghỉ mệt mọi người ơi. Nãy giờ đi tham quan ngôi nhà này mà mồ hôi một kê, chân muốn rã rợi luôn. Tại vì ngôi nhà của chúng ta quá rộng quá dài. Và các bạn thấy không, đi nãy giờ khám phá hết cả nửa ngày, thật sự đã lâu lắm rồi Vũ mới thấy một ngôi nhà vừa đẹp, vừa có rất nhiều những công năng sử dụng, và vị trí vô cùng thuận lợi, mát mẻ. Ngôi nhà của chúng ta nằm ở đường tỉnh 833, ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ở đây thì cách chợ chỉ có 1 cây số, và cách cầu Rạch Miễu 2 4 cây số, cách thành phố Bến Tre chỉ 12 cây, còn thành phố Mỹ Tho thì 25 cây. Và sát bên của chúng ta là có một khu du lịch rất là nổi tiếng là khu du lịch Làng Xanh, cách đây 2 cây số, và ở bán kính 1 cây số thì có rất nhiều những khu nghỉ dưỡng và resort cao cấp ở đây, chứng tỏ đây là một vị trí vô cùng đắc địa và là một nơi mà rất nhiều những du khách đến đây để tham quan và nghỉ dưỡng, nên Vũ nghĩ đây là một vị trí quá đẹp. Và hôm nay thì đến đây thì ngoài việc tham quan, đến đây vui chơi giải trí, thì Vũ cũng xin được chia sẻ với mọi người thêm là chị chủ của chúng ta có nhà ý muốn bán căn nhà này. Trước đây thì căn nhà này chị chủ đã muốn bán với mức giá 30 tỷ, nhưng mà vì do
chị ấy và gia đình chuẩn bị định cư nơi khác nên đã cuối cùng quyết định sẽ giảm giá căn nhà này với một mức giá không thể nào hợp lý hơn, đó chính là 23 tỷ. Các bạn nghĩ xem, với một căn nhà 1.800 m², có hồ bơi, có sân vườn rộng rãi, có cà phê giải trí hát với nhau, có gần 20 căn chòi rộng rãi, có hồ câu cá, rất là thích hợp để chúng ta biến nơi đây trở thành một nơi nhà nghỉ dưỡng của mình cho gia đình, cho đại gia đình, và có thể biến nơi đây trở thành một cái quán, một khu nghỉ dưỡng, một resort cao cấp. Vũ nghĩ với mức giá 23 tỷ đó là một mức giá vô cùng phù hợp, nên mong mọi người nếu ai mà muốn sở hữu căn nhà này, khu biệt thự này, các bạn hãy inbox bên Vũ sẽ liên hệ và sẽ tư vấn cho các bạn và dẫn các bạn đến đây tham quan ngôi nhà này. Và Vũ tin chắc khi các bạn đến đây, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng với mức giá này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho Vũ một like, một đăng ký và hãy nhấn vào nút chuông để chúng ta nhận được thông báo về những video clip mới nhất. Xin chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng, gặp nhiều mắn thành công và mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.